Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 140, bộ truyện Đô thị tu tiên nắm thiên cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. nhiều chuyện xảy ra chỉ có thể nói từng chuyện một bên ngoài vô số tên thợ săn tiền thưởng quay cuồng như ruồi bọ người của cao võ tiềm long chiếm cứ ngọn núi cao nhất cả đám người tinh thần căng thẳng chú ý quan sát mọi động tĩnh xung quanh tuy rằng ngẫu nhiên cũng có những cuộc chiến mắng chửi nhưng nó không quan trọng không liên quan đến tình hình chung cùng ở một bên khác thỉnh thoảng có một tiếng hổ rống khiến cho mọi người phải kinh sợ còn có một hai tiếng gào phẫn nộ của rết vương ở bên kia. Trả bạn chơi cùng lại cho ta. Tự chung lại về tổng thể, toàn bộ thế cục vẫn tương đối ổn định và bình lặng. Ngoài trừ việc hai nhóm người đột nhiên đánh nhau, hơn nữa còn kết thúc trận chiến rất nhanh, thì không có việc quá khích nào xảy ra. Chỉ là từng bóng người vẫn bay qua bay lại như tia dớp trong núi rừng. Nhưng những hành động này chắc chắn là phí công vô ích tả tiểu đa căn bản không ở gần đó, sao có thể phát hiện được gì? Hơn nữa trong lòng mọi người đều biết, trước khi tả tiểu đa xuất hiện, cho dù có xảy ra hỗn loạn thì cũng chẳng loạn được đến đâu. Nhưng ngay sau đó từ phía xa cốc cách đó không có xa, vẫn luôn khá yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ long trời lỡ đất. Tất cả mọi người đều là cao thủ tu hành, sao có thể không đoán ra được. Đây Rõ ràng là một màn tự bạo điên cuồng cực kỳ, nhưng không phải là tự bạo của cao thủ bình thường. Người bình thường không thể đạt tới hiệu quả như vậy được, trực tiếp tự bạo khiến cho núi lở, sao có thể là chuyện mà người tu luyện bình thường làm được. Sau đó lại nghe thấy tiếng gầm rống căm phẫn của Xà Vương vang tận mây xanh. Trên đỉnh núi, đám người Diệp Trường Thanh đột nhiên đứng lên, nét mặt vô cùng nặng nề. Theo bản năng bọn họ có thể cảm giác động tỉnh này e rằng có liên quan đến tả tiểu đa nhưng mà tên nhóc này rốt cuộc đã trêu phải cái gì sao có thể gây ra động tỉnh lớn như vậy nhìn về phía đám mây hình nấm khổng lồ đang chậm rãi bốc lên cao trong lòng dịp trường thanh tràn đầy lo lắng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngay vào lúc này trong màn sương mù dày đặc phía trước một bóng người đột nhiên xuyên qua mây mù tới đây tốc độ di chuyển nhanh đến mức khiến cho người ta không thể nào tin nổi. Căn bản không hề dừng lại, lao thẳng đến ngọn núi cao nhất. Mà trong tay hắn rõ ràng còn mang theo một người. Diệp Trường Thanh liếc mắt đã nhận ra người đang tới. Hắn không khỏi mừng rỡ. Thành huynh đệ, người... Trong tay người là ai? Vốn tưởng rằng hiệu phó thành mang theo tả tiểu đa ra ngoài. Hắn chuẩn bị đứng lên chặn hậu nhưng đột nhiên phát hiện Đó không phải là tả tiểu đa Ai vậy chứ Tại sao hiệu phó thành lại mang theo hắn ta Còn nữa Người kia có vẻ quá thê thảm rồi Gần như chỉ có nửa người Nguyên một cái chân đều không còn Là kẻ thù của ta Hôm nay bắt được rồi Hiệu phó thành cười to Hết sức sảng khoái Hắn bay vút đến như cầu vòng xuyên qua mặt trời Trực tiếp xông thẳng lên đỉnh núi Thế nhưng ngay khoảnh khắc xông lên đỉnh núi, hắn cũng thấp giọng gấp rút, nói một câu. Đi mau đi mau, mau đi theo ta. Xà vương điên rồi, chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắn từ bên kia xách theo xà uông, không ngừng nhảy xuống, dẫn đầu mà đi. Diệp Trường Thanh cười ha ha. Tốt quá rồi, mối hận cũ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng được báo. Đi đi, chúng ta cùng nhau đi xem hắn vung tay lên dẫn theo mọi người của cao võ tìm long đồng loạt bay xuống theo làm bạn nuôi khố hơn một ngàn năm sự phối hợp ăn ý đã đạt đến mức đáng kinh ngạc hoặc khiến cho người ta giận sôi rồi hoàn toàn không có chút trì trệ hay bất kỳ sự không hài hòa nào khác tự người của chúng ta có thể đi thế nhưng đám người đáng chết này không thể đi nếu bọn họ đi xà vương xuất hiện sẽ chiến đấu với ai chứ thế nên chúng ta không chỉ phải rời đi mà còn phải ổn định những người này khiến cho bọn họ không thể rời đi mới được kết quả là tất cả những người thuộc cao võ tiềm long đều biến mất rời đi rồi để lại đám người giang hồ với nét mặt hoang mang không biết vì sao sao ta lại nhìn thấy người vừa tới còn mang theo một người khác không phải là tả tiểu đai chứ đồ ngu người vừa tới là hiệu phó thành của cao võ tiềm long vết sẹo trên mặt hắn đã rõ ràng rồi mà hắn mang theo người kia người đó bị thương nặng còn mất cả một chân Coi điều chắc chắn không phải là tái tiểu đa bởi vì khí tức của người kia suy yếu đó chính là dấu hiệu của khí tán công tiêu tôi về cạn kiệt thế nên nói kẻ thù cũng không phải là giả ít nhất không phải là tái tiểu đa người có thể phân tích như vậy sao không phân tích cụ thể là chuyện gì đi bên kia sao núi lại lỡ chuyện gì xảy ra kẻ thù cái gì báo thù sao đây là chuyện gì với chuyện gì? Vừa rồi vị đại diện môn kia giải thích hả? Bóng người chớp lên, hơn 10 người vượt qua hư không, trong nháy mắt lao thi đỉnh núi cao nhất. Người của cao võ tìm long vẫn còn đang ở trên đỉnh núi cao mày. Rốt cuộc có chuyện gì? Tất nhiên là có chuyện lớn xảy ra. Thế nhưng... Đã không cần đoán nữa bởi vì thật sự đã xuất hiện. Một trận gió tanh bất thình lình bao phủ, mọi người chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm, ngẩng đầu lên nhìn, cả đám đều lộ ra hoảng hốt. Chỉ thấy trên bầu trời, cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một con rắn khổng lồ dài như tàu sân bay, là xà vương. Xà vương lại xuất cốc, mạnh mẽ lao tới, thân thể khổng lồ như che lấp bầu trời, toàn thân tràn đầy độc chướng, còn phun máu tươi tung tóe. Xà vương đi ra, mây mù trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn toàn thân đều run rẩy mẹ kiếp chúng ta đã từng nghe thấy hổ gầm nhưng nào có từng nghe rắn cũng có thể gầm như vậy đâu cuối cùng là xảy ra chuyện gì kích thích xà vương tới mức nó đã học được ngoại ngữ luôn rồi lúc này không còn thời gian để mà kinh ngạc nhanh chóng chạy trốn mới là chuyện đúng đắn chỉ một thoáng tất cả mọi người đều như chim muôn tán loạn trong lòng tất cả mọi người đều mắng chửi người của cao võ tìm long quá là âm hiểm đám này toàn là một đám nham hiểm các người vẫn là nên chào hỏi một tiếng chứ mẹ kiếp chỉ lo chạy trối chết một mình là còn nói mấy câu xã giao cố ý ổn định chúng ta ở đây kết quả phía sau là làm một màn như vậy rõ ràng là muốn kéo chúng ta xuống nước cho đợt rắn này ăn trước đám khốn kiếp tên nào cũng là kẻ xấu xa nhưng xà vương đang giận không kềm chế được đã sống nổi điên tới mức không phân tốt xấu chỉ cần là nhân loại thì chính là kẻ địch của nó là mục tiêu của nó là một tiếng rống to hơn nó vẫy đuôi đáp xuống thuận miệng phun độc cả khu vực đều chìm trong cơn mưa nọc độc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vàng ngay sau đó là tiếng xâm xét lách tách từ trên mây đánh xuống thành từng đám dày đặc đánh xuống mảnh núi rừng chỉ một đợt như vậy mấy trăm tên săn tiền thưởng đã biến thành than cốc. Xà vương nổi giận, thấy ai là đuổi kẻ đó. Chỉ cần là nhân loại, nó đều không có buông tha. Trả bả bối lại cho ta! Trả bả bối lại cho ta! Đám người các ngươi là lũ hai chân đáng chết, đều chết hết cho ta! Thân thể khổng lồ, xung đột điên cuồng trong núi rừng, vòng tới vòng lui. Trong khoảnh khắc, cả khu vực đều biến thành một mớ hỗn độn. Cho dù là núi rừng, cho dù là rừng núi không ngừng bị thiên thạch ghé đến. Và giờ khắc này, mức độ tàn phá cũng gấp mấy lần, mấy chục lần, mấy trăm lần trước kia. Vô số cao thủ lúc này đều chỉ hận mình mọc ít đi hai chân, không thể nào bỏ trốn nhanh hơn. Cho dù là cao thủ tự nghĩ, mình có thực lực giao đấu cùng xà vương này một trận, lúc này cũng tránh thật xa, né tránh mũi nhọn con rắn này rõ ràng đã điên rồi. Người tốt không tức giận với con bò, hướng chi là một con rắn lớn thần trí đã điên cuồng. Thế nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy kỳ. Rốt cuộc con rắn này là sao? Sao lại bị kích động như vậy? Giống như vợ bị người ta ngủ. Xà vương điên cuồng gầm rú, tấn công, sấm sét đánh xuống, lao vào chém giết tứ tung. Phía nào nhiều người nhất, nó liền phóng về phía đó. Trong phút chốc, cả mảnh đất này biến thành vùng đất không người. Mà xà vương to lớn vẫn chưa chịu bỏ qua, lắc đầu quẩy đuôi đi về lãnh địa của hổ vương. Hổ vương thấy vậy thì nóng nảy, rít gào liên thanh ngăn. Lão tử tính sao đây? Người sông tới bên này của lão tử làm gì? Ngày thường mọi người nước sông không có phạm nước giếng, lão tử không có sợ người đâu. Xà vương hình như tỉnh táo một chút, phát hiện đây là lãnh địa của hổ vương, rẽ qua một khúc cong từ một bên lao ra ngoài, tiếp tục đuổi giết tất cả nhân loại nằm trong tầm mắt mình. Những tình thú hai chân đáng chết, tất cả chết đi chết đi. Tiếng nổ ầm vang bên ngoài dần dần dần. Tả tiểu đa kinh hãi run sợ, chui ra khỏi xà huyệt của xà vương. Ôi mẹ ơi, chuyện này là thế nào? Tiếp theo đã xảy ra chuyện lớn gì? Đây quả thật là khung cảnh hoang tàn đập vào mắt. Không phải chỉ là trộm một gốc cây của người thôi sao? đến mức như vậy ư ừ. sao tình hình lại nghiêm trọng như thế chứ ôi trời tính tình thật là nóng nảy. Đoạn đường tả Tiểu Đa đi trong những không gian lại có thêm mấy trăm con rắn màu sắc sặc sỡ. Những con rắn này đều là những con rắn nằm trên vách động ban đầu bị chuyện núi lở làm cho đồ óc chán ván. Tả Tiểu Đa người được cho là tên trộm không thể ra đi tay không đã dùng để sạc cho Long Huyết Phi Đao. đương nhiên còn rất nhiều cái hoàn chỉnh. Nhìn da rắn xinh đẹp bắt mắt, tất cả đều được Tả Tiểu Đa lột hết. Đây đều là tiền, sao có thể lãng phí? Trong cuộc sống mà, lãng phí là tội lỗi nặng nhất. Khi vụ nổ vừa bắt đầu, Tả Tiểu Đa ở trong diệt không tháp đã cảm thấy lão đảo, khó có thể kềm chế. Điều này khiến Tả Tiểu Đa không khỏi lo lắng. Diệt không tháp liệu có thể nào bị chấn vỡ hay không? May mà hắn ẩn nấp đủ sâu hơn nữa giữa không trung xảy ra cuộc chiến giữa xà vương và sáu người xà uông xà vương lao xuống xà uông xông lên tự nhiên là rời khỏi mặt đất mà mọi người đều biết sức mạnh của vụ nổ hướng lên trên vận may của tả tiểu đa thật sự là không có tội diệt không tháp vẫn vững vàng như trước bình yên vô sự thật lâu sau đồng tĩnh của vụ tự bạo tả tiểu đa mới rung cầm cập cẩn thận bò lên trên dưới sự lục soát của con rồng nhỏ hắn phát hiện một cái nhẫn không gian không bị nổi tung. Đương nhiên là hắn cất vào rồi, cất đến yên dạ yên lòng, vẫn còn hối tiếc. Năm người cùng nhau tự bạo, sao lại chỉ để có một cái, sao không để lại hết chứ, ít nhất cũng phải ba bốn cái chứ. Trong lòng của tả tử đa thật sự rất tiếc nuối, hắn nhẹ nhàng bò từ trong đống đá ra ngoài đưa mắt nhìn xung quanh. Ừm uhm, thành quả khá được nha. Toàn bộ xà cốc rốt cuộc cơ bản đã bị hủy diệt gần như không nhìn ra dáng vẻ nguyên vẹn rồi. Dưới sự thông báo của con rồng nhỏ, Tả tiểu Đa đương nhiên biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không biết thân phận của sáu người kia. Ai à, cũng không biết đối phương là ai, nhưng chắc chắn đều là tiền bối giang hồ. Cứ như vậy bị ta gài bẫy, sao ta có thể chịu được? Tả tiểu Đa cảm thấy rất ấy nấy. Lòng lòng à, ta có lỗi với những tiền bối này, người nhìn xem, có những không gian nào mà các tiền bối để lại hay không? ta cất giùm họ nha. Nếu có cơ duyên, ta cũng giúp họ làm chút chuyện tốt, giúp đỡ người nghèo. Ví dụ như các học sinh cao võ tìm long. Sự cạn lời trong lòng con rồng nhỏ đã lên đến cực điểm rồi. Người nghĩ quá nhiều. Ngự thần tự bạo có thể giữ lại một chiếc nhẫn không gian là vận may lớn rồi. Ngươi lại còn muốn nhiều hơn. Hết rồi nha, không có nữa đâu. Tạ tiểu đa đeo viên hóa không thạch trước ngực lục xoát một vòng xa cốc sau đó mới rời khỏi địa giới này. Lúc này mặc dù ở đây nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh chiến đấu của xà vương bên ngoài. Loài điên cuồng này, bị phẫn này quả thật khiến cho tả đại sư rơi lệ thương cảm, không nhịn được mà muốn đuổi theo an ủi một chút. Dù sao cũng là một vị yêu vương mà, sao lại không ai phối hợp một chút vậy? Nó xung phong liều chết ở phía trước, ta theo sau giúp nó thu chiến lợi phẩm như nhẫn không gian là được rồi cố gắng một chút để giúp nó kết thúc bù đắp tâm hồn tổn thương của nó khi bị ta lấy đi xà hồn quá dù sao đại yêu vương bậc này trước giờ vẫn chướng mắt những cái vòng tròn nhỏ kia ta đành phải hào tâm tổn trí cất đi giúp nó sau đó thuận tiện tiêu hóa chúng giúp cho nó luôn bằng không yêu vương lớn như vậy xông ra ngoài giết nhiều người chẳng phải là quá lãng phí hay sao thân mình tả tiểu đa như điện bay ra bên ngoài một cách vô cùng phấn khởi nhưng cũng hết sức thận trọng mới đi ra khỏi xà cốc bên này đã trông thấy bảy tám thi thể tả tiểu đa lập tức trở nên phấn khích nhẫn nhẫn nha! nhẫn của những người này đều còn trên tay rõ ràng là đang chờ ta tả tiểu đa thấy cái mình thích là thèm nôn nóng xông tới xoàng xoàng tám cái nhẫn đến tay thuận tiện dùng long huyết phi đao xuyên vào một chút không được hoàn mỹ những người này đều đã chết hoàn toàn rồi đối với long huyết phi đao nó chẳng hấp thu được gì dù là nửa giọt. Đáng tiếc, đáng tiếc mà. Tả tiểu đa đứng lên, chạy về phía trước. Hắn lùng tìm dọc đường, tìm từng cây hố, từng bụi rậm, từng đầm nước, vơ vét dọc đường, rất ít bỏ sót. À, có rồng nhỏ giúp đỡ, muốn bỏ sót cũng là chuyện khó mà. Các vị, các vị ạ, à, xin hãy yên nghỉ nha. Tả tiểu đa vừa vơ vét, vừa lầm bẩm. Các người đều là người tới để giết ta, hiện nay ta có nhiệm vụ mang trên người thật sự không có thời gian nhặt xác cho các ngươi dù sao các ngươi đều là những kẻ vong mạng nhất định đã sớm chuẩn bị cho việc phơi thay nơi hoang dã rồi có đúng không ờ à, có lý nha là người giang hồ mà đây chính là giang hồ dĩ nhiên rồi các ngươi tới đây là đều muốn giết ta điều này đã gây ra tổn thương tinh thần cho ta ở một mức độ khó có thể dùng lời diễn tả những không gian mà các ngươi để lại coi như là phí tổn thất tinh thần cho ta đi Tuy rằng không có đủ Nhưng mà ta cũng nhận Các vị an tâm mà đi đi nha Mọi người thường nói cùng lắm thì 18 năm sau Lại là một hảo hán Hiện tại chính là lúc chứng thực tính chính xác của câu này Trừ vậy ở trên trời có linh thiên Kiếp sau, kiếp sau nữa Hãy tới tìm xà vương báo thù rửa hận đi Ơn oán ta và người ở kiếp này Tất cả đều đã không còn liên quan tới ta Hiểu rồi, đúng chứ tả tiểu đa lướt qua mấy trăm mét ánh mắt như điện tiếp tục tìm kiếm xung quanh cuối cùng ui mẹ kiếp phía trước sao lại có nhiều nhẫn như vậy còn có rất nhiều người chết tốc độ di chuyển trước mắt của tả tiểu đa là dựa trên việc thi triển cấp bậc của thiên nguyên độn thuật toàn thân giống như tàn ảnh bay tới bay lui giữa các xác chết ở khắp nơi trên mặt đất ở phía xa xa vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng trích gào của xà vương nó vẫn còn đang chiến đấu còn đang dấy lên sóng gió ngập trời truy đuổi khiến một đám người giang hồ chật vật chạy trốn. Tả tiểu đa ở phía sau trắng trợn thu đồ, bờ vét được hết chỗ tốt. Lần này xà vương phát điên, người bị nó giết chết quả thật là không ít. Nên biết rằng lúc xà vương xông ra, ngay lúc đám người bên ngoài tụ tập đông nhất, dày đặc nhất, đợt xung đột đầu tiên đã tạo ra hiệu quả giống như bom nổ. Trong chốc lát, tả tiểu đa đã thu nhặt được không ít nhẫn không gian có điều số lượng chỉ bằng gần một nửa tổng số người chết mà thôi còn mấy bóng người nhanh chóng chạy tới từ phía xa xà vương ở bên cạnh giết nhiều người như vậy để lại một đống nhẫn không gian không ai là kẻ ngu đương nhiên cũng sẽ không chỉ có tả tiểu đa nhớ mong còn có rất nhiều người rất nhiều người đều thèm muốn không nói một cách chính xác hơn tất cả những người còn sống đều đang thèm muốn đây là một khoản tài sản khổng lồ trong lòng mọi người đều hiểu rõ chỉ là xà vương trước đó không có đi xa, mọi người không dám đi qua. Thế nhưng lúc này xà vương mang theo nỗi căm hận ngút trời cuồn cuộn mà đi, khoảng cách với bên này đã hơi xa. Những người đầu óc lanh lợi là những người đầu tiên phản ứng kịp với tình huống này, không hẹn mà cùng liều mạng chạy tới bên đây. Từ bốn phương tám hướng đều có bóng người thấp thoáng đang xông về bên này. Mà những người đang tới từ xa nhìn thấy một người đang cận mẫn thấp thoáng qua trái sang phải ở chỗ đích của mình dường như đang vui vẻ tới mức miệng không khép lại được. Mọi người nhất thời khi huyết phun trào, lửa giận bừng bừng. Con chuột nhắc kia! Một người hét, buồn hết ra cho lão tử! Tả tiểu đa không buồn đếm xỉa, lần nữa nhanh tay nhanh mắt, tháo ra hai cái nhẫn không gian. Nhưng khi tức sắc bén từ xung quanh nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng biến thành tình thế bao vây tứ vía. Tạ tiểu đa không ngừng di chuyển, thoang cái, đã lăn xa hơn 10 mét sau đó triển khai thiên nguyên độn thuật mà không quay đầu lại, vèo hăng hóa thành một làn khói trắng. người đi rồi, rồi khỏi vùng đất thị phi này là điều đúng nhất. mà hắn lăn một vòng vô tình làm rơi mái tóc giả, lộ ra cái đầu trọc bóng loáng. những người hạ xuống hoàn toàn không chú ý đến cái đầu trọc lóc bất chợt lộ ra, chỉ đưa mắt quan sát ngón tay của những thi thể. nhìn một cái ngũ tạng bất giác thiêu đốt, lửa giận xuyên thấu con người trên ngón tay của đại đa số thi thể đều đã không còn nhẫn bất kể là nhẫn vòng tay thắt lưng phàm là những món đồ có thể làm thành trang bị không gian thì đều biến mất không dấu vết rất nhiều người giận dữ xoay người trợn mắt nhìn tên khốn kiếp kia ta tà... ôi mẹ kiếp đầu trọc tả tiểu đa đó là tả tiểu đa thật sự là tả tiểu đa rồi Quay đầu nhanh chóng có thể nhìn thấy cái đầu trọc lóc lấy lên rồi biến mất ở nơi xa. Gần như là vô thức hét lên một tiếng. Có những người khác vừa bay đến vẫn còn trên không trung chưa đáp xuống. Bọn họ càng nhìn rõ được cái đầu trọc bóng loáng kia hơn. Tả tiểu đa. Đây đúng là tìm mòn dép cũng không thấy, lúc đến lại chẳng tốn thời gian. Trong nháy mắt, đã có mười mấy người đuổi theo. Tiếp đó, mấy trăm người đồng loạt chuyển hướng. Hầu như không ai để ý đến những cái nhẫn có khả năng vẫn còn sót trên đất. Thế nhưng mọi người đuổi theo, đuổi vượt rừng, đuổi qua. Nhưng mà tả tiểu đa lại không thấy đâu rồi. Nhiều cao thủ nhanh chóng đuổi theo đã tay không, nghẹn hồng trố mắt mà nhìn. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, sao đuổi theo lại không thấy đâu. Chẳng qua chỉ là một tên cảnh giới thai tức. Sao có thể vụt mất như vậy được? Một số người chửi ầm. Đây còn là thai tức cảnh hay sao? chưa nói đến tốc độ nhanh đến thái quá, lại còn có thể ẩn giấu khí tức tới mức hoàn hảo. Đây đúng là một học sinh của cao võ tiềm long ư, hơn nữa còn là tân học sinh, không phải là tư liệu giả đấy chứ. Nếu như học sinh của cao võ tiềm long ai cũng có thể đạt đến trình độ như này, vậy thì việc vào cao võ tiềm long độc bá thiên hạ không phải là việc ván đã đóng thuyền hay sao? Tả tiểu đa lại không hề chạy xa, hắn chỉ thay một bộ tóc giả khác lặng lẽ trà trộn vào trong đám đông đang tìm kiếm có hóa không thạch trên người căn bản không ai chú ý đến hắn lại càng không phát hiện ra khí tức của hắn mặc dù thỉnh thoảng có liếc nhìn cũng chỉ cho rằng hắn là người đang tìm kiếm tả tiểu đa giống như mình lúc này hắn đang thở dốc từng hơi lần này quá tham lam rồi nếu không lấy hai cái nhẫn cuối cùng kia nhất định có thể thoát thân một cách hoàn hảo tuyệt đối sẽ không tới mức để lộ ra hình dáng thế nhưng hiện tại lại chỉ có thể tránh né nguy hiểm dựa vào hóa không thạch. Có điều việc này càng khẳng định rằng tác dụng của hóa không thạch quả là nghịch thiên. Long Long à, loại hóa không thạch này có nhiều hay không?" Tạ Tiểu Đa hỏi. "Không nhiều lắm, đương nhiên cũng chắc chắn không chỉ có một viên như này." "Ồ, phạm là những người có thể có được hóa không thạch thì đều là những người có vận khí cực kỳ tốt." thứ đồ chơi này chỉ có thể lấy được từ thiên thạch rơi xuống cực kỳ hiếm thấy bởi vì thiên thạch chứa hóa không thạch chỉ là một thiên thạch bình thường không có bất kỳ năng lượng nào rất khó phát hiện ra bên trong có thứ này nhưng gặp được rồi thì có thể chính là kỳ ngộ lớn nhất trong cuộc đời thứ đồ chơi này còn quý giá hơn rất nhiều so với bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào bởi vì có thứ này rồi chỉ cần cố gắng tu luyện nâng cao tu vi và thực lực của mình thì có thể tiếp nhận được rất là nhiều nhiệm vụ vượt quá thực lực mình. So với thiên tài địa bảo, mặc dù không thể nói là ta cần ta cứ lấy, thế nhưng chung quy vẫn có nhiều khả năng hơn người khác. Có thứ này bên người, dùng nó để mà tiến hành nhiệm vụ ám sát, có thể nói là chỉ có lợi. Chỉ cần mục tiêu đối phó không vượt qua cảnh giới của bản thân quá nhiều, loại siêu cường giả hoàn toàn không thể động tới này, thì cơ bản chỉ cần để mắt tới ai, kẻ đó ác phải chết. Bọn họ đều đã sát bên cạnh ngươi Nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra Có thể không chết sao Con rồng nhỏ giải thích càng kẽ Nói cách khác Chiếm được hóa không thạch này Căn bản không khác gì được mở rộng đường đi Khả năng chết yểu giữa đường Giảm xuống thẳng tắp gần như là không có Ngược lại cũng không đến mức khoa trương như vậy Nhưng so với người bình thường Thì kém hơn gấp trăm ngàn lần Con rồng nhỏ nói trên đời này luôn có những chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như ta. Quỷ sát thủ trước đây cũng dựa vào hóa không thạch hồ thân, là bị linh tính của ta nhìn thấu. Đó là xác tinh chiếu mệnh, số vận đã hết. Mà ngoài trừ tình huống bất ngờ này, chỉ cần đối mặt với vật sống và sở hữu thần thức, thì thật sự hoàn toàn có thể che giấu, không để lộ chút gì. Vậy có phải là chỉ cần không gặp phải sự tồn tại đặc biệt như người, ta đeo hóa không thạch, sẽ giống như không tồn tại hay sao? tả tiểu đa hỏi cũng không phải là tuyệt đối như vậy một khi gặp phải thần thức đại viên mãn cao thủ đã đạt tới cấp bậc sư phạm nhập thánh thì vẫn không thể nào che giấu nhưng với cảnh giới tu vi của lão đại ngươi ít nhất trong một thời gian dài thì không cần phải lo lắng sẽ gặp phải loại nhân vật thần tiên như vậy sợ rằng người ta có thấy cũng sẽ không để ý đến ngươi này nè sao lời này của ngươi nghe cứ sai sai tả tiểu đa vừa cùng rồng nhỏ thảo luận về hóa không thạch vừa có mục đích đi về nơi khuất nhất dễ dàng ẩn nấp nhất. Cũng chỉ trong 4-5 phút, hắn đã xông ra từ trong sân cốc kéo dài, tiến vào chỗ tiếp giáp giữa địa bàn của Rết Vương và Hổ Vương, chui vào một khu rừng rậm rồi biến mất hoàn toàn. Hóa không thạch, rốt cuộc là thứ gì chứ? Cái này thì ta không biết. Dù sao cũng phải có ngọn nguồn mà. Tả tiểu đa chưa từ bỏ ý định. Con rồng nhỏ im lặng một lúc lâu. Đương nhiên là có ngọn nguồn rồi. Thứ đồ chơi này là rơi xuống từ trong tinh không Ngọn nguồn đương nhiên cũng ở trong đó Nhưng ai mà biết Nó rơi xuống từ ngôi sao nào Lại có ai biết trận mưa thiên thạch trên bầu trời Thỉnh thoảng rơi xuống kia rốt cuộc là có chuyện gì Ta chính là con rồng có khí vận Được tạo ra bởi khí vận trên đại lục tinh hồn Ngươi hỏi ta về chuyện trong vũ trụ Ta đi đâu kiếm câu trả lời cho ngươi Thứ này sợ rằng không có nhiều Tả tiểu đa nghĩ trong lòng Hắn đang suy nghĩ một việc, những năm gần đây, những thích khách vô địch được xưng là tới vô ảnh đi vô tung, trong số đó có thể có vài người có hóa không thạch này hay không? Tạ Tiểu Đa nghĩ mà cảm thấy thèm. Mặc dù những sát thủ trâu bò kia không hẳn ai cũng có một viên hóa không thạch bên người, thế nhưng có thể khẳng định nhất định có người có thứ này, đây là điều không thể nghi ngờ. Vừa rồi rồng nhỏ đã nghiêm túc nói hóa không thạch này trên thế giới không chỉ có một viên tả tiểu đa bắt đầu nghĩ thật xấu này của ta thật không tốt chỉ cần thấy người khác có là thèm muốn tuy rằng bản thân ta cũng có thế nhưng ta vẫn nhìn thấy thèm loại suy nghĩ này là không có đúng đâu những thích khách kia đâu có đến trêu chọc ngươi người dựa vào đâu mà tham lam đồ của người ta tả tiểu đa người quá tham lam rồi tả tiểu đa kiên quyết giáo dục bản thân mình hắn không có nhịn được mà nghĩ viễn vông nếu như bọn họ đến trêu chọc ta thì sao nơi xa âm thanh chiến đấu ầm ầm vẫn đang kéo dài sau đó một tiếng kêu thảm thiết lòng trời lỡ đất đột nhiên vang lên tả tiểu đa nhìn theo tiếng kêu chỉ thấy xà vương toàn thân đẫm máu thân thể to lớn vặn vẹo trên không trung bay lơ lửng về một phía máu tươi trên bầu trời rơi xuống như mưa tả tiểu đa trông thấy có chút lạ chuyện này hình như có gì đó không đúng Phương hướng mà xà vương rơi xuống hình như là ngô công cốc. Lãnh địa của rết vương. Xà vương bay thẳng từ khoảng không trên lãnh địa của hổ vương qua. Một con hổ đen khổng lồ bỗng nhiên vọt tới, lớn tiếng rít gào. Người đừng tới đây! Xà vương quả nhiên không có đi qua, mà là lướt qua hổ vương cốc, lướt qua dải đất trống, sau đó ầm ầm một tiếng, nó đáp thẳng xuống ngô công cốc. Sau một khắc, tiếng rít gào bén nhọn đầy tức giận của rết vương vang lên. Người, người đi ra ngoài. Tiếng xà vương phát ra xì xì, tinh thần lực khuấy động, tỏ vẻ Bản thân ta bị trọng thương, không có ra được. Tâm tình của rết vương trong nháy mắt bạo phát, cực kỳ tức giận. Còn mẹ nó, người bay tới mạnh mẽ như vậy, lại còn nói với lão tử là người bị thương. Không ra được sao? Người lừa ta ư? Rõ ràng là người có ý xấu. Bên này của lão tử có bảo vật, Ngươi tuyệt đối không thể nào Ở lại địa bàn của lão tử Nhất thời nổi trận lôi đình Tiếng gào thét chấn động trời đất Tinh thần lực khổng lồ tràn ngập hư không Mũi nhọn chiên ý nhằm thẳng vào xà vương Còn rắn chết tiệt người thấy bản vương dễ bắt nạt lắm hay sao Màu cút ra ngoài cho ta Màu cút ra ngoài cho ta Cút về xà cốc của ngươi đi Đồ vô dụng đến một cái chân cũng không có nhà ngươi Cút ra ngoài Rết vương ngầm lên giận dữ Xà vương biến nhát mắng. Tên ngu ngốc, đi dày cũng có thể mệt chết. Người cút ngay. Rết vương thật sự nóng nảy, còn rắn thối tha này muốn làm gì? Xà vương lắc đầu quẩy đuôi, thông thải ung dung xử lý vết thương trong ngô công cốc. Phát huy sức mạnh nội đan, bắt đầu chữa thương. Nó hoàn toàn phất lợ cơn gào thét của rết vương. Đi ra ngoài sao? Đùa gì? Ta còn lâu mới đi ra. Xà cốc kêu của ta đã chẳng còn gì, ta quay lại mà làm gì? Nhưng mà bên này của ngươi thì có. Không chia cho ta một nửa đã muốn đuổi ta ra. Ta hiện tại vua cũng thua thằng liều. Hai đại yêu vương ở trong ngô công cốc đã phát động một cuộc đối đầu chưa từng có. Điều này không chỉ có tả tiểu đa hoang mang mà tất cả mọi người ở bên ngoài cũng đều hoang mang. Xà vương nổi giận lao tới một hơi đã giết nhiều người cho thấy nó đã nổi giận cực kỳ ở trong trạng thái không chết không thôi sau đó nó chỉ chiến đấu với vài cao thủ ở bên cạnh lãnh địa của hổ vương trong chốc lát rồi trực tiếp rơi xuống ngô công cốc chuyện này là sao Là là thần thánh nào xuất hiện điều này có vẻ rất không phù hợp với tình hình nổi giận trước đó tả tiểu đa suy nghĩ một lúc lâu linh quang bỗng nhiên lóe hắn nhất thời hiểu rõ rồi không khỏi tấm tắc kinh ngạc thật đúng là đủ âm hiểm đủ giả dối nó biết thứ tốt mà mình canh giữ nhiều năm đã không còn nữa ngược lại đi tranh giành linh dược mà rết vương canh giữ. Muốn nói huyết mạch chân long, rết vương dĩ nhiên là có, nhưng huyết mạch chân long trong cơ thể của xà vương so với rết vương chỉ nhiều hơn chứ không ít. Mà long hồn sâm cũng là thứ cực kỳ tốt mà xà vương và rết vương đều dùng được. Trước đó xà vương không đánh giành, nguyên nhân chính là vì xà hồn quả mà nó canh giữ. Đối với xà vương, thứ đồ chơi này là đồ tốt không kém gì long hồn sâm sau khi ăn xào hồn quả căn cứ vào thiên phú bản năng của bản tộc, thực ra càng dễ dàng hấp thu hơn so với long hồn xâm, cũng càng dễ dàng tiến lên hơn, cho nên nó mới không tới cướp. Nhưng hiện tại xào hồn quả đã không còn, như vậy long hồn xâm đương nhiên là thứ thay thế tốt nhất, sao có thể không tới cướp được. Đùa sao? Tài phú thiên hạ, chỉ người có đức mới đáng nhận thôi, xào vương ta chính là người có đức. Lúc xà vương lao ra khỏi xà cốc, đương nhiên nó thực sự nổi giận. Trong lòng tràn đầy suy nghĩ muốn hủy diệt tất cả, đại sát tứ phương. Đó là cơn thịnh nộ bất chấp tất cả là sự thật. Nhưng theo cơn xung phong liều chết, lửa giận này đã được trút bỏ. Càng đến gần ngô công cốc, một ý nghĩ khác đã xuất hiện. Xà vương đang dần hết giận, cũng không quên đại ngô công, chim cứ nơi này, cũng là đang canh giữ thứ tốt. Hơn nữa có vẻ không so được với cái của ta, còn là tốt khá thích hợp với ta. Nhất thời nó nảy ra ý nghĩ tương kế tự kế, nương theo trạng thái tức giận, điên cuồng xông đến. Ta nổi giận rồi, bản thân ta cũng không biết ta xông đến đâu. Hổ vương xuất hiện gầm thét. Ngươi đừng tới đây. Xà vương cười ha ha. Thứ đồ bỏ đi phía sau ngươi, cũng chỉ có đồ cọc thối như ngươi mới coi là đồ tốt. Bản vương ta chẳng có thèm, tự có thứ tốt hơn đang chờ bản vương thương yêu vậy là hai bên vừa chạm trán đã phân ra ngay xà vương lập tức đi đường vòng nhưng đến rết vương bên này việc đến đâu hay đến đó có đánh chết cũng không có đi xà vương ở trong ngô công cốc lượng vòng quanh thành xà trận trong khi xử lý vết thương trong đôi mắt lớn lấy ra sự ưu ám giả dối và tham lam còn rết thối tha là còn muốn đuổi ta đi người đố cụ có đi hay không sợi đâu dài của rết vương quật vào hư không nổ tung. Xà vương điên cuồng rít gào xì xì, tinh thần lực chấn động. Ta hiện nay bị thương nặng như vậy, ngươi lại muốn đuổi ta ra ngoài. Bây giờ ta mà đi ra, chẳng phải bị nhân loại làm thịt hay sao? Ngươi là có ý gì? Rết vương nổi giận. Bị làm thịt thì bị làm thịt, liên quan gì tới ta? Bây giờ là ngươi đến địa bàn của ta, không được là không được, ngươi phải rời ngay. Tinh thần lực của xà vương chấn động, nó cười lạnh đáp. <cười> Rết vương, Bản Vương cho rằng mọi người đều mang dòng máu yêu tộc thuộc tinh thú, có chút giao tình hương hỏa, nhưng thật không ngờ, người lại không có nghĩa khí là còn muốn nhìn Bản Vương đi chết. Người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, Bản Vương cứ không đi, xem người có thể làm gì Bản Vương. Người người người, đồ khốn nạn, đồ vô liêm sỉ. Ta không chỉ không đi mà bảo bối của người ta cũng muốn, ai bảo người vô tình vô nghĩa, đây đều là do người tự rước lấy. Xà vương miệng ngụy biện Càng nói càng lộ ra vẻ Thật sự vàng không có sợ lửa Rốt cuộc đã tìm được lý do Rết vương bị chọc tức Từ rối bời Trên đời này lại có con rắn vô liêm sỉ như vậy sao Rõ ràng là người đến cướp đồ tốt của ta Lại còn muốn tìm cớ ụp nồi bản vương là một đồ bất nhân bất nghĩa Người đừng tưởng rằng Bản vương không biết người đang nghĩ gì Rết vương nổi giận Người là thèm muốn đồ tốt của ta Ta nói cho người biết Ngươi đừng có mơ Xà vương cười nhạt nói Vốn dĩ ta không muốn cướp Ta vẫn luôn nghĩ tới tình cảm nhiều năm giữa mọi người Thế nhưng hiện nay ngươi không quan tâm đến nghĩa khí như vậy Ngươi đã chọc giận ta Hiện tại ngay bây giờ Ta không cướp thì không được Đây là cái giá đắt ngươi phải trả Cho việc không có nghĩa khí Nên làm như thế Không phải ta cố ý cướp của ngươi Thế nhưng ngươi lại muốn đuổi ta đi Vô tình vô nghĩ Ta không cướp của ngươi thì cướp của ai Đối mặt với xà vương, rết vương tức phát điên, nó gạo lên một tiếng bén nhọn xông thẳng tới. Nói không lại nó, có nói thế nào thì toàn bộ đều thành ta không đúng. Nói như thế, người đinh cướp của ta hay là ta có lỗi với ngươi? Đạo lý này còn có thể nói như vậy sao? Nhưng vấn đề là nói theo cách đó, ngay cả rết vương cũng cảm thấy. Còn mẹ nó, sao ta lại cảm thấy tên xà vương thối tha này nói có lý đây? Thế nhưng mà ta rất tức. Sao có thể như vậy được? Tức chết ta, không nói nữa, làm gì thì làm đi. Xà vương lớn tiếng liên tục gầm lên giận dữ. Người lại còn muốn giết ta, rết vương, không ngờ người lại là, là loại tinh thú như vậy. Người đã quên vinh quang của tổ tiên tinh thú hay sao? Người đã quên hiệp ước đồng minh của tổ tiên, người phản bội huyết mạch yêu tộc. Xà vương lửa giận ngút trời vừa né tránh vừa căm út gầm lên. Rết vương, người quá đề tiện vô sĩ, vô tình vô nghĩa. Người dừng tay, người dừng tay, Người đánh thật sao? Người! Ai? À, người đánh ta đâu? Người! Người! Ta đánh trả lại đó! Người muốn giết ta! Ta đây sẽ giết người trước! Xà vương hét ầm lên, đột nhiên lao tới. Rết vương ăn nói vùng về, chỉ tức giận tới mức giận hết râu, không nói lại được. Còn rắn thối tha, mồm mép lương lẹo. Dốt khoát đánh đi. Người nói có lý tới đâu cũng không bằng sức mạnh. Trời đất chứng kiến, rết vương muốn mưu hại ta. Yêu tổ có linh, nhất định phải làm chứng giám. Rết vương, ta đại diện cho yêu tộc, đại diện cho yêu tổ hốt trừng phạt ngươi. Xà vương đã tìm được lý do nhất thời cây ngay không sợ chết đứng mà ra tay tàn nhẫn. Sự xuất hữu danh thay trời hành đạo, ta là người quan minh lỗi lạc. Hai tinh thú đại vương nhất thời lao vào đánh nhau, tình hình chiến đấu chấn động trời đất. Lần này thật sự là chấn động trời đất, đất trời mù mịt. Tả tiểu đa ẩn nấp trong một hốc cây, hắn thật sự phục sát đất, hành động lần này của xà vương đúng là ngưỡng mộ. Xà vương này thật sự quá vô liêm sỉ, rõ ràng không có lý là còn chiếm được thế thượng phong. Người nói đi đâu để nói lý chứ, so với con rắn này, da mặt ta còn quá là mỏng, cần phải học tập thêm, cần phải tăng cường, cần củng cố. So với tình hình khi trước, trận chiến này thật sự kịch liệt hơn rất nhiều. Cả hai đều là quái vật lớn, một khi va chạm, toàn bộ sân cốc đều sẽ bị chấn động sau đó hai yêu vương không hẹn mà cùng phóng người lên, đến mây mù giữa không trung tiếp tục chém giết. Rõ ràng cả hai đều lo uy năng của mình sẽ chấn động phá hủy đi linh dược. Rết vương Linh dược không thể hỏng được, ta còn muốn ăn. Xà vương Linh dược không thể hỏng được, ta còn muốn ăn. Do lốc gào thét, cây cối bên dưới đều bị đổ gãy. Dù vô tình hay cố ý, tất cả đều lệch về phía hổ vương cốc. Xà vương và rết vương Hổ vương có thể hỏng, cái đó không thích hợp với ta. Một con hổ lớn màu đen lao lên không trung, lớn tiếng gào thét. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Tuy rằng không phải là kẻ trong cuộc, hổ vương vẫn tức giận tới cực điểm. Các người đánh nhau thì cứ đánh nhau đi. Đánh ở ngô công cốc hay xả cốc đều được. Nhưng sao đánh rồi lại đánh đến địa bàn của ta chứ? Các người lo lắng chấn hư linh dược của các ngươi Lẽ nào bản vương không sợ bị chấn hư linh dược hay sao? Hai tên đốn mặt này căn bản là nên chết đi, đáng chết cực kỳ. Đừng có đánh nữa. Tinh thần lực mà hổ vương phát ra cũng là rung động hư không. Thân thể cao lớn bay đến giữa không trung, sốt ruột tới mức bay loạn xung quanh. Nhưng bất kể là xà vương hay rết vương, tất cả vẫn không để ý đến hổ vương, mà di chuyển thân thể dài đến mấy trăm mét, lăn lộn trên không trung chiến đấu điên cuồng. Người nói đừng đánh thì không đánh nữa sao? Người là cây thái gì các người muốn đánh thì qua bên kia mà đánh. Hổ vương điên cuồng rồi. Chạy đến chỗ chúng ta bên kia mà đánh sao? Ngươi tưởng chúng ta ngu ư. Cũng bởi vì không thể đánh ở bên kia cho nên mới đến bên này đánh chứ. Rết vương rít lên thay thế phun ra từng ngụm xương độc và nọc độc. Xà vương cũng gào thét bắn nọc độc và độc chướng. Trận chiến kéo dài liên tục rết vương lộ ra chân thân. Mấy ngàn cái chân to dài đầy lông đen vừa gãi vừa cào vô cùng điên cuồng. Chính cái đầu hướng về phía trước cắn xé Xà Vương thì ngửa mặt lên trời gào thét, vô số sấm xét tia chớp ngang ngược đánh xuống, nịnh lên trên người Rết Vương. Một cái đuôi thật dài giống như một cây gậy, có uy lực vô cùng lớn mạnh. Trong mềm có cứng, trong cứng có mềm, cái đuôi liên tục đánh ra không ngừng nghỉ. Hai đại yêu vương đều có thế mạnh của riêng mình, mỗi người đều dẫn đầu, một trên một dưới, trên trên dưới dưới. Đánh đến mức hư không chấn động không ngớt, từng vết nứt trong không gian đen kịch không ngừng lé, tình cảnh chấn động lòng người, thấy mà sợ hãi thiên thạch từ trên trời rơi xuống không uổng phí chút nào. Nếu không phải bị xà vương đánh bay thì là bị rết vương đánh bay. Từng viên từng viên điên cuồng gào thét đánh vào trong sơn cốc của hổ vương. Còn hổ chết tiệt, ngoài miệng nói thì dễ nghe, thật ra lại đứng một bên xem chúng ta đánh nhau. Dân loại thấp kém đáng ghét luôn nói tòa sơn quan hổ đấu, hôm nay hai ta đấu bị hổ quan này. Cho người xem, cho người xem, đập chết người. Hổ Vương bay lên trời, chạy tới chạy lui trên không trung, điên cuồng gầm thét. Các ngươi đã đang gây hấn cùng bản vương sao? Bản vương còn chưa dứt lời, rết vương đã quay đầu phun một ngụm nọc độc rơi thẳng vào mặt. Xà vương bên kia học theo, vừa nghiêng đầu vừa phun, từng ngụm nọc độc dày đặc vang tới. Kêu la cái gì? Hổ Vương thấy vậy càng thêm giận dữ, lông trên người dựng đứng. Giờ khắc này nó đã nổi giận đến cực điểm. Lão tử tới là để can ngăn hai tên khốn kiếp các ngươi chơi đùa lại dám đánh lão tử cho rằng lão tử dễ tính lắm có đúng không một tiếng nổi lớn vang lên kinh khí ngút trời nhanh chóng xông ra nhất thời dời đi cơn mưa nọc độc xối xả bất thình lình độc chứng bạo phát giống như lũ bất ngờ đều chuyển sang một hướng khác đám người điền vô cương đang ở bên kia cách bên này ít nhất hơn 70 dặm quan sát trận chiến nghe nói hy tả tiểu đa đã bị phát hiện ở gần đây Điện vô cương vội vàng mang theo người chạy đến. Kết quả vừa nhìn, chỉ thấy hai đại yêu vương đại chiến đâu có tả tiểu đa. Điện vô cương thầm nghĩ, thực lực của liên minh mình thành lập tạm thời không có kém, nhưng không biết có thể kiếm chút lợi ích trong lúc hai đại yêu vương chém giết lẫn nhau không, hoặc là ẩn nấp ở đây một thời gian chờ tả tiểu đa. Nhưng không ngờ vừa nảy ra ý nghĩ này, lúc ẩn nấp chưa đến 15 phút, đã bị cơn mưa nọc độc xối xả đột kích nhanh chóng trút xuống. Độc chướng, nọc độc đột nhiên tới, thoang cái đã bao phủ không gian mấy trăm trượng, tránh cũng không tránh được. Những người tu vi cao vội vàng khởi động vòng bảo vệ linh khí, nhưng rất nhiều người tu vi thấp lại trúng chiêu ngay tại chỗ. Vòng bảo vệ linh khí căn bản không thể chống đỡ được yêu khí của hai đại yêu vương, trong chớp mắt đã bị đánh xuyên. Nọc độc xì xì văng khắp người, tiếng gào thét lăn lộn trên mặt đất không có ngớt. Không bao lâu đã vong mạng ngay tại chỗ thi thể nhanh chóng bị hòa tan, lộ ra xương cốt dày đặc, thậm chí ngay cả xương trắng cũng lấm tấm bị ăn mòn, cuối cùng bị hòa tan, chỉ là tốc độ hơi chậm mà thôi. Chỉ đợt tai bay và gió này đã có 8 người mất mạng, quả nhiên là người ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống. Người chết đều là những tu giả anh biến. Những tu giả cấp tông sư ở bên ngoài gần như có thể uy chấn một phương. Ở chỗ này hầu như không thể nào chịu được một kích. Nhưng mà vào lúc này Điền Vô Cương và đám người còn lại lộ ra ánh mắt kỳ dị, đồng thời nhìn về phía tên còn lại. Trong những người này chỉ có tổng cộng 9 người ở cảnh giới anh biến, 8 người trong đó đã bỏ mình tiêu tan, trong đó không thiếu tu giả anh biến đỉnh phong. Mà người còn lại này thoạt nhìn chỉ là anh biến trung kỳ, thế nhưng vòng bảo vệ linh khí mà hắn dựng lên lại vô cùng kiên cố. Cơn mưa nọc độc chẳng những không thể phá tan được vòng phòng hộ, thậm chí vòng phòng hộ còn chẳng rung chuyển lấy một lần ánh mắt điền vô cương lạ kỳ vì này người tên là gì vạn bối triệu thanh tùng người này mặc để râu quai nón ánh mắt cũng tràn đầy kinh ngạc sao tự nhiên lại hỏi tên ta điều này khiến ta rất là ngạc nhiên điền vô cương mỉm cười triệu tiểu Huynh đệ đã đi đường gai bao nhiêu lần rồi nội công hình như rất là thâm hậu Triệu Thanh Tùng thở vào nói. Năm đó đi đường gai chừng 6 lần. Sự đau đớn đó đúng là... Nghĩ lại mà sợ, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi. Điện vô cương cười nhàn nhạt, nhạt. Đi đường gai 6 lần, thiên tài tuyệt thế. Triệu Thanh Tùng, nền tảng của người vẫn chắc như vậy. Thời gian tới, nhất định có thể tỏa sáng tiếng rất xa. Triệu Thanh Tùng cười nói. Cảm ơn tiền bối. À, hắn đột nhiên hét thảm nhìn điền vô cương bằng ánh mắt không thể nào tin nổi người người vì sao chỉ thấy một anh kiếm chợt hiện đã chậm rãi rút ra từ ngực hắn trên thân trường kiếm vẫn còn ánh sáng lóe lên chứa nguyên khí hùng hậu thân kiếm chấn động ép xung quanh vết thương của triệu thanh tùng vỡ thành từng mảnh nhỏ mãi cho tới khi trường kiếm rút ra hoàn toàn anh kiếm vẫn lạnh lẽo trên mũi kiếm có máu tươi nhỏ giọt mà chủ nhân của thanh trường kiếm này bất ngờ chính là Điền vô cương. Trưởng thanh tuần vẫn chống đỡ một hơi thở, nhìn chăm chăm Điền vô cương, không dám tin hỏi. Vì, vì sao? Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm Điền vô cương, không biết được lý do, hắn chết không nhắm mắt. đã nhận ngươi làm đại ca rồi, tại sao ngươi còn đột nhiên hạ độc thủ chứ? Tăng cửu toàn ở một bên cũng quay đầu chăm chú nhìn Điền vô cương, cãi giận nói. Điện Vô Cương Ngươi làm gì vậy? Tại sao lại giết hắn ta? Điện Vô Cương vẫn thông dong tra kiếm vào vỏ rồi thản nhiên nói Đặt chân lên đường gai sáu lần Há lại có thể là chuyện mà tán tu có thể làm Sau lưng hắn nhất định là có tổ chức khác Hoặc là hạt giống của các đại môn phái Đại cao võ Ta vừa nói hắn là thiên tài tuyệt thế Há lại là nói dối Mà người này trà trộn vào trong chỗ chúng ta Nhất định là có mục đích thế nên người này không bình thường tang cửu toàn cả giận nói nhưng người mới chỉ nghi ngờ mà thôi ngông cuồng tự ra sát chiêu giết nhầm thì làm sao bây giờ điền vô cương thản nhiên đáp tang huynh à chúng ta là sát thủ không phải là thẩm phán chỉ nghi ngờ chẳng phải đã đủ rồi sao hắn nhìn tang cửu toàn bằng ánh mắt uy nghiêm thản nhiên nói trên đời này một mạng người thì là gì cho dù có giết sai thì cũng có sao. Đừng nói đến người có tư chất như này, một khi cho hắn thời gian dài. Tương lai, hắn nhất định sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của người trong một nhiệm vụ nào đó. Nói không chừng, tới lúc đó còn có thể bị hắn giết ngược lại kìa. Nếu thật sự có ngày đó, Tăng Huynh có còn trông cậy vào đối phương sẽ nhớ đến tình nghĩa ngày hôm nay, buông tha không có giết hay không. Nếu đã như vậy, có nghi ngờ là giết chết luôn, là cách đơn giản sẵn khoái nhất đâu có nhiều tại sao như thế. Điện vô cương cười nhạt, trong mắt là vẻ nham hiểm độc ác dày đặc. Ghen ghét người tài, loại chuyện này nhìn mãi thành quen rồi. Đối với người như Điền vô cương, trước mặt hắn có một thiên tài, hơn nữa còn có nền tảng và sự vững vàng mà hắn chưa bao giờ đạt được. Như vậy phản ứng đầu tiên của hắn là muốn giết chết. Không thể để cho việc con kiến hôi trước mặt này vượt qua bản thân mình trong thời gian rất ngắn, đồng thời giữ võ dương oai trước mặt mình trở thành sự thật được. Hướng chi, tương lai có thể mình sẽ bị con kiến hôi này giết chết. Cho dù chỉ nghĩ đến việc đó thôi, cũng đã khiến cho sắc ý của hắn bốc lên rồi. Trà trộn và hắc đạo không có bạn bè, bất kể là thiên tài nào lớn lên đều sẽ là hung phạm đáng ngờ có thể giết mình để lấy giải thưởng. Cổ họng của Triệu Thanh Tùng vang lên ủng ụt, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ căm hận cùng cực. Hắn ngửa mặt lên trời, hét lên rồi ngã xuống, hắn dùng chút sức lực cuối cùng bóp vỡ lệnh tiễn không biết đã nằm trong tay từ khi nào. Hắn ngửa mặt lên trời rống to. Kẻ giết ta! Điền vô cương! Trên mặt hắn lộ ra sự nhẹ nhõm tuyệt vọng, thân thể gục xuống. Điền vô cương bỗng nhiên ra tay, nhưng không kịp nữa. Lệnh tiễn đã đít gào xông thẳng lên trời, nổ tung giữa không trung, lập tức hiện ra một bóng trường kiếm lao thẳng lên. Bóng trường kiếm gào thét trên không trung trong chốc lát rồi lập tức bay thẳng về phía đông bay nhanh đi bay với tốc độ trước nay chưa từng có càng bay nó càng nhạt nhưng vẫn bay đi kiếm đã xuất võ thề không quay lại vô hồi kiếm khoảnh khắc thanh kiếm sắt bén này phát nổ đột nhiên từ trong đám sát thủ có một người phóng thẳng lên cao lớn tiếng quát kẻ giết ta điền vô cương xa xa nhiều anh kiếm liên tiếp lập lòe lao vút lên trời tất cả đều lớn tiếng quát kẻ giết ta, điền vô cương. Vô số lệnh tiễn lần lượt theo nhau lao lên rồi. ầm ầm nổi tung, càng có nhiều giọng nói liên tiếp gầm lên. Kẻ giết ta, điền vô cương. Sắc mặt điền vô cương tái nhợt không còn chút máu. Vô hồi kiếm. Trên mặt tan cửu toàn lộ ra sự kỳ dị. Điền huynh, người nhìn rất chuẩn, người này quả nhiên là nội gian. Xét về tuổi tác và tu vi, thì hắn hẳn là môn sinh tốt nghiệp của cố thiên phàm nhất trung thủy thành trà trộn vào. Có điều tiểu đệ phải cáo từ rồi. Việc lội vào vũng nước đục này, ta không có lội nổi. Tang cử toàn đầy hả hê. Những người khác cũng có nét mặt và ánh mắt giống như nhau. Còn điền vô cương thì sắc mặt trắng bệch. Trực giác của hắn chỉ cho thấy người này có vấn đề. Hắn lập tức ra tay giết chết, tránh sinh họa về sau. Nhưng hắn không ngờ một kiếm này là đánh ra một tổ ong vò vẽ nhất trung thủy thành học sinh tốt nghiệp của cố thiên phàm Còn mẹ nó đúng là khóc không ra nước mắt người nói sớm đi chứ nếu người nói sớm ra ta đã không giết chết ngươi còn có thể sẽ cung phụng ngươi kìa ai mà không biết vô hồi kiếm cố thiên phàm là người bao che khuyết điểm nhất ai mà không biết cố thiên phàm nổi tiếng là có thù tất báo ai mà không biết cố thiên phàm là ái tướng của đại soái nam chính càng ai mà không biết sự đoàn kết của học sinh tốt nghiệp nhất trung thủy thành chuyện này một giọng nói vang dội vang lên bầu trời tập thể học viên tốt nghiệp nhất trung thủy thành khóa trước nghe lệnh đây vừa rồi ta đã liên lạc với lão hiệu trưởng lão hiệu trưởng có lệnh từ thời khắc này điền vô cương bị liệt vào danh sách kẻ phải giết của sinh viên tốt nghiệp nhất trung thủy thành bao gồm cả họ hàng cửu tộc tất cả đều nằm trong lệnh phải giết thủy thành không ngã sát lệnh không bỏ đột nhiên có rất nhiều người phóng lên cao hét thủy thành không ngã sát lệnh không bỏ phải giết điền vô cương phải giết cửu tộc các bạn học à bây giờ người lên tiếng đã bại lộ tạm thời không phải là đối thủ của điền vô cương cầm chứng nhận tốt nghiệp đi tới nơi của hiệu trưởng dịp cao võ tiềm long tìm kiếm sự che chở vẫn còn bạn học tiếp tục ẩn nấp ở đây không cần bại lộ người này hét mọi người đi theo ta. Người ngăn cản đều là kẻ địch của nhất trung thủy thành. Lời còn chưa dứt, cả người đã hành động, vội vàng xông ra khỏi khu rừng đứng trên không trung. Cứ đứng quang minh chính đại, kiếm trong tay, ánh sáng lạnh lẽo, lấp lánh. Nhưng cho dù là điền vô cương hay tan cửu toàn, cũng không có động thủ. Là không dám động thủ. Từng bóng dáng không ngừng xuất hiện, 40-50 người nhanh chóng hội tụ. Một người dẫn đầu hét. Còn ai nữa không? không cai lên tiếng. Người này xoay người trên không trung, hét lớn. Điền vô cương, người dâm giết người của nhất trung thủy thành. Ngươi chờ đi. Dứt lời, 40-50 người trên không trung, lấy tư thế uy nghiêm, lần theo dấu vết hướng cao võ tìm long rời đi. Cả dãy núi hàng vạn hàng nghìn thích khách, nhưng lại không có người ngăn. Những người này đều nhận được lệnh của cố thiên phàm ẩn nấp ở đây để bảo vệ tả tiểu đa. Nhưng mà bây giờ bọn họ đã bại lộ rồi nhưng mà không ai dám ra tay động thủ giết họ, động vào lúc này chính là chứng tỏ lập trường đối nghịch với nhất trung thủy thành, giống như đối địch với cơ quan chính giáo, thậm chí là đối nghịch với quân phương, không ai dám làm bậy cho dù là Điền Vô Cương đã từng ra tay. Kết thúc tập 140 bộ truyện Nắm Thiên Cơ, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.